ơn quý bạn và các vị đã đến với kênh YouTube của Đồng hồ Hải Triều. Mình là Tài Phan đến từ phòng kỹ thuật. Các bạn biết không, hãng Omega rất là nổi tiếng với một cái dòng sản phẩm nó có tên là Lockroof 600. Đó, đây là một cái dòng đồng hồ lặn và với một cái thiết kế dây mesh cực kỳ đẹp luôn. Và trên tay tại đây là một chiếc đồng hồ Tissot. Đó, cũng với một cái sợi dây mesh rất là đẹp. Ok, trước khi chúng ta đi vào chi tiết của chiếc đồng hồ này, Tài xin mời các bạn hãy like và subscribe ngay kênh YouTube của Đồng hồ Hải Triều nhé. Thì trên tay tại đây là một chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu là T10147230610 và hiện tại đang được bán ở Hải Triều với giá là 13.370.000. Khi mà Tài xoay một chiếc đồng hồ một chút thì các bạn sẽ thấy rằng là cái điều ấn tượng nhất đó chính là nằm ở trên cái bộ dây. Thì đây là cái bộ dây mesh, hay mình còn gọi là dây lưới, nó được làm từ những cái mắt lưới kim loại và được truyền cảm hứng từ những cái bộ giáp của những chiến binh thời Trung Cổ. Khi mà nhìn cái sợi dây này là Tài liên tưởng đến ngay cái sợi dây lưới của hãng Daniel Wellington đó. Tuy nhiên đó là cái sợi dây này nó có cái độ dày và chắc chắn hơn rất là nhiều đó. Khi các bạn cầm trên tay thì mặc dù là nó dày nhưng mà nó rất là uyển chuyển nha, rất là mềm mại, và đeo lên tay thì nhìn rất là mạnh mẽ, rất là nam tính luôn. Đó, cổ tay của Tài là 16 và Tài đang đeo một cái chiếc đồng hồ với cái đường kính mặt là khoảng 41mm, độ dày 10.47mm, rất là phù hợp. Đó, cái điểm mà tiếp theo Tài cực kỳ thích trên chiếc đồng hồ này đó chính là một chiếc đồng hồ chronograph. Với cái mặt số á, thì nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái điểm nhấn là những viền màu vàng và màu đen kết hợp với nhau. Trong thiết kế thì màu vàng với màu đen nó mới nổi bật, chứ không phải nhiều người thường nhầm tưởng là màu trắng với màu đen mới là nổi bật. Đó, thì Tài cực kỳ thích cái màu vàng này. Như các bạn đã biết thì trong những năm gần đây, tất cả những cái hãng đồng hồ rất là ưa chuộng một cái màu vàng, đó chính là màu rose gold hay còn gọi là màu vàng hồng. Và những thập kỷ trước hoặc là những thế kỷ trước thì có rất là nhiều cái mẫu đồng hồ cổ mà các bạn chiêm ngưỡng bây giờ nó có màu là yellow gold, có nghĩa là màu vàng, mà vàng rất là vàng đó. Nhưng mà ở trong cái mẫu đồng hồ này thì Tài phát hiện ra là cái màu vàng của nó là một cái màu vàng nằm ở giữa hai cái mức độ này, nó cũng không quá rose gold nhưng mà nó cũng không quá là yellow gold đó. Tài gọi cái màu vàng này là champagne, nó màu vàng champagne, nó giống như là một cái màu nằm ở giữa, rất là hài hòa, cũng rất là trầm tĩnh nhưng mà rất là sang trọng. Dĩ nhiên là chronograph thì nó phải có thêm những cái chức năng chronograph. Ở như các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là ta sẽ có thêm ba cái subdial ở trên cái mặt số, nằm ở hướng 2 giờ nè, 10 giờ và hướng 6 giờ. Đó, thì hướng 6 giờ sẽ là cây kim dây chính của cái chiếc đồng hồ này. Ở những cái đồng hồ Nhật Bản thì nó sẽ ngược lại. Tức là thường Tài sẽ thấy rằng là chronograph này ở cái mặt subdial này thì cái hướng 6 giờ nó thường sẽ là kim chronograph. Đó, nhưng mà ở Tissot thì Tài thấy ngược lại. Đó, và cái kim dây dài có hình chữ T lại là kim chronograph. Bây giờ Tài sẽ bấm cho các bạn xem thử nha. Bên góc bên hướng 2 giờ sẽ là cái kim 1/10, có nghĩa là cứ một giây trôi qua thì cái kim này nó quay được một vòng. Và ở bên hướng 10 giờ sẽ là cái kim phút. Rồi bây giờ ta sẽ bấm dừng nè, sau đó reset. Rất là đẹp luôn, quay lại liền luôn. Có một số bạn á, hỏi Tài rằng là thật ra thì bây giờ nếu mà mình dùng cái đồng hồ chronograph này mà mình không có để cái kim dài, cái kim dài nhất mà nó chạy thì nó thấy rất là chán. Thế bây giờ mình có thể mình cho nó chạy hoài luôn được không? Câu trả lời là dĩ nhiên là được. Bạn có thể bấm cho nó chạy hoài luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng sẽ dẫn đến một cái hệ lụy, đó chính là bạn sẽ tốn rất là nhiều năng lượng. Và thay vì cục pin của bạn có thể xài được 3-4 năm thì có thể là 1 năm rưỡi, 2 năm là hết pin. Ok, thì tùy các bạn thôi. Nếu các bạn muốn đánh đổi, các bạn muốn cái mặt số đồng hồ mình không có bị trống thì mình có thể mở, bật liên tục, đúng không? Ngày nào cũng bật, thậm chí là để ngủ cũng bật luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết một chút ở cái mặt số nha. Sau cái điểm cộng về cái màu vàng á, màu vàng champagne mà hồi nãy Tài trình bày á, thì cái điểm tiếp theo mà Tài thích đó chính là cái ô lịch ở hướng
4 giờ rưỡi. Đây là một cái điểm cộng nữa khi mà Tissot sử dụng cho mình cái dòng máy ETA G10211 với 4 chân kính, và cái mã pin hiện tại đang sử dụng là 394, Renata 394. Đây là một cái cỗ máy rất là mạnh mẽ. Và đối với những cái cỗ máy mà các bạn biết, những cái đồng hồ rẻ tiền hơn á, thì sẽ không có chân kính. Thậm chí mà đồng hồ Trung Quốc, đồng hồ thời trang rẻ tiền nữa là nó sẽ sử dụng máy đúc thôi. Đó, cho nên là với cái tầm giá mà mình sử dụng Tissot, tầm giá khoảng 13 triệu mà mình có một cái chiếc đồng hồ có 4 cái chân kính, thì Tài thấy đây là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái chiếc đồng hồ này. Bên cạnh đó là logo được đặt ở hướng 12 giờ như thường lệ, Tissot 1853. Và khi mình đọc cái logo thôi mình đã cảm thấy rằng là rất là uy tín. Các bạn biết không, trên thế giới thì có rất là nhiều logo và người ta hướng đến những cái gọi là những cái thông điệp khác nhau. Đó, nhưng mà nếu các bạn gặp những cái logo nào mà nó để những cái năm á, thì cái thương hiệu đó nó muốn nhắm đến sự uy tín. Ngoài ra thì ở hướng dưới cái subdial ở hướng 9 giờ thì mình sẽ thấy là chữ PR100, đây là cái tên của cái chiếc đồng hồ này. Và cái độ chống nước là 13. Đồng hồ này các bạn có thể thoải mái đi bơi, lặn. Đó. Tuy nhiên là Tài vẫn khuyên các bạn, nếu các bạn là người yêu đồng hồ thì tốt nhất là mình để đồng hồ khô ráo. Đó. Tránh trường hợp đi bơi, lặn nhiều vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ. Rồi, tiếp theo đó chính là Tài cảm thấy tổng thể của cái chiếc đồng hồ này rất là hài hòa. Đó, cái phần case, nếu các bạn để ý kỹ các bạn sẽ thấy rằng là cái lớp thép 316L được trải xước rất là nhẹ và mạ đen lên, cho nên là cái độ bóng của nó sẽ đạt được một cái, nó không có quá bóng bẩy như là những cái chiếc đồng hồ mà các bạn thường thấy, nhưng mà nó sẽ có một cái độ nhám. Và chính cái độ nhám này nó tạo nên cái một cái chất liệu nó có cái sự chắc chắn. Các bạn hình dung không? Đó, các bạn có thể chiêm ngưỡng nha. Đó. Nhưng mà cái phần nhám này nó cũng sẽ là một cái phần nền để làm nổi bật cái vòng benzen. Đó, khi các bạn nhìn lên trên thì cái vòng benzen này rất là sang, sẽ bóng hơn. Và nó sẽ có hai viền bằng màu vàng Campaign, nó kết hợp cùng một cái kính sapphire. Thì Tài tin chắc rằng đây là một cái chiếc đồng hồ dành cho những bạn mê thể thao, thích bơi lội cũng có thể sử dụng chiếc đồng hồ này. Và đặc biệt rằng là da của mình không có thể đeo được dây da. Đó, một số bạn thì các bạn biết rồi đó, đeo đồng hồ dây da rất là khó chịu. Đó, hoặc là hay làm những cái công việc mà tiếp xúc với nước nhiều thì cái dây da nó ẩm, nó gây mùi hôi, vân vân. Thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đó, khi các bạn đeo một cái chiếc đồng hồ với cái dây lưới mạnh mẽ, cái độ thoát ẩm cực kỳ cao luôn và cái độ chống nước cũng cực kỳ cao. Thì ta thấy đây là một cái chiếc đồng hồ mà đáng để sở hữu, đưa vào bộ sưu tập. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip ngày hôm nay. Và nếu các bạn còn gì thắc mắc thì hãy comment ở ngay bên dưới. Tài sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn. Xin cảm ơn các bạn.